Rồi, Việt chào anh em nha. Thì hôm nay Việt giới thiệu đến anh em một chiếc âm ly của hãng Kenwood, âm ly cổ nha, KR6160. Thì Việt đã mở nắp ra để anh em chúng ta cùng xem về cái nội thất. Thì chiếc âm ly này Việt đã thử chất âm rồi, theo Việt đánh giá là nó hay vượt xa cái tầm tiền. Hôm nay là ngày 23 rồi, 23 âm lịch rồi, thì không còn ship hàng đi các tỉnh đi xa miền Bắc được nữa. Thì chiếc âm ly này nếu như mà anh em nào ở trong tỉnh miền Nam thì gửi xe được thì Việt sẽ gửi cho anh em, còn không thì anh em nào muốn mua thì đặt tiền và qua Tết Việt chuyển đường bưu điện gửi đến tận nơi cho anh em để phục vụ anh em. Thì đèn của chiếc âm ly này là sáng đẹp, như anh em nhìn thấy đẹp ha. Và đây là vỏ gỗ, vỏ gỗ thì có chày nha anh em. Đó, như anh em nhìn thấy đây là cái nắp, cái nắp mà ở dưới cái đít âm ly, dưới bụng âm ly đó, thì anh em thấy nó còn trắng phao ha, thì chứng tỏ là chiếc âm ly còn rất là mới. Chứ những mà cái nắp mà dưới này mà giờ người ta đụng vào cái mồ hôi tay của mình á là nó sẽ bị xét, nó không còn trắng đẹp nữa. Thì những cái chiếc đó xài rất là lâu rồi. Rồi thì về phần kỹ thuật, thông số kỹ thuật của chiếc âm ly này, thì đây là nút power mở nguồn nè, đây là cầu lo ABC đánh được AB cộng và AC cộng, đây là on off cầu lo, tức là thường là những cái chiếc âm ly cổ này thì nó sẽ không có cái gờ le, thì lúc chúng ta mở nguồn lên thì chúng ta off cái cầu lo, tức là tắt, chúng ta ở cái chế độ tắt, thì mở nguồn lên thì chờ khoảng 30 giây hoặc 1 phút thì cho điện nó nạp vào con tụ đầy, thì chúng ta bật cái này lên thì nó sẽ không có cái hiện tượng mà kêu lo một cái bụp. Thường anh em nếu mà anh em để cái cầu lo thì anh em mở điện lên nó sẽ kêu một cái bụp nhẹ đó. Tuy nhiên nhà sản xuất người ta đã sản xuất cái cầu lo như thế này thì mình tắt. Rồi về ở đây thì chỉnh bass nè, chỉnh mic nè, mic là tiếng Trung đó, tiếng Trung đó, còn đây là chỉnh chép đó. Đây là CT mono thôi. Thì những cái âm ly nào mà nó có cái tiếng chỉnh tiếng Trung này nè, là đa số những cái dòng âm ly đó tiếng rất là hay ha, và người sản xuất họ rất là trau chuốt về những cái chiếc âm ly mà có phần chỉnh mid răng đó. Thường là ở đây là nếu mà mấy cái dòng ma răng đâu này nọ đó, người ta sẽ để mid răng hoặc là dòng xăng xui. Tuy nhiên cái đời này thì người ta chỉ để cái chữ mid thôi, tức là tiếng Trung. Thì bên đây nó có low net ha. Đó, ở đây là cắt tần số này nọ vân vân thôi. Đây là ba lăng trái phải. Đó, đây là ngõ vào thì có AUX1, AUX2, phono, AM/FM hoạt động tốt hết. Rồi về phần ruột gan của cái chiếc này thì nó đẹp len ken. Đặc biệt là chiếc này lại chạy 4 con sò sắt của hãng Hitachi nha, 4 sợi sắt hãng Hitachi. Cái hãng Hitachi này sò cũng rất là hay nha anh em. Cũng cao cấp, hàng cổ. Đấy. Như anh em soi ruột gan ha, rất là đẹp. Rồi, thì Việt sẽ lật lên để anh em soi cái phần ở phía dưới nha. Chưa có một cái dấu hàng nào hết cho cái âm ly này. Đó. Công sức lớn lắm anh em, đánh rất là hay, đánh rất là hay. Việc sẽ quay thật là chậm để anh em xem nha. Không có một cái vết hàng hay là một cái vết gì sửa chữa. Rồi ở phía sau này thì nó đài dòng điện ha, tại vì chiếc này là sản xuất xuất đi thị trường châu Âu, xuất đi thị trường châu Âu. Thì ở đây nó có cái cầu điện ở đây 120V ha, 120V là hàng xuất Mỹ. Thì anh em nếu anh em gỡ cầu này ra, anh em gạt xuống thì nó sẽ là xài được điện 220, nhưng mà hiện giờ là Việt đang để 120V ha. Thì phía sau này đẹp len ken ha. Đây là những cái chỗ của cầu loa speaker, và đây là công suất là 320W full power, tức là full power 320W, tức là cái chiếc âm ly này nó
công suất của nó lên đến 320W, công suất rất là lớn, để đủ để trị những cái đầu lo khó tính như bát 30, 40 vân vân. Thì đầu lo này đánh chiếc âm ly này đánh rất là tốt, cho ra chất âm rất là hay. Một chiếc âm ly rất là đẹp, rất là đẹp. Sò sắc Hitachi. Gột gan còn sáng. Giá chiếc này là 7.500.000, chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh em. Rồi. Việc xin cảm ơn anh em nha. Mặt mày rất là đẹp, mình chưa có lau chùi những cái nút này nè, lau chùi rồi nó còn đẹp nữa. Rồi, chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những video clip sau nha.